Em ơi, em có thấy cấn không chứ? Anh thấy nó cấn em. Em ơi, có thể cho anh ngồi kế em nói chuyện được không em? Quán cà phê mà, có tiền uống cà phê là cứ ngồi. Cảm ơn em nha. Anh muốn... té, hết ghế, té. Té gì, tôi đi qua bên kia, đâu khùng đâu, té không nội. Em ơi, sao anh thấy em có gì đó ngộ ngộ sao á, mà sao kỳ quá. Em đồng ý cho anh ngồi, anh vừa ngồi kế em, cái em ngồi xa thì xa làm sao vậy? Tôi đồng ý cho ngồi, mà ngồi xa đi, ngồi gần. Trời ơi, tôi đâu dám ngồi gần mấy người. Sao kỳ vậy? Tôi chỉ dám ngồi gần mấy người lúc mấy người vừa mới tắm xong thôi. Ồ, lúc đó anh chưa mặc đồ đó. Ừ, thì quá như vậy đó. Bậy nha, bậy nha, bậy nha. Ai bày trước? Ai bày trước? Uống gì? Đây có gì? Có gì cũng có. Cà phê sữa đá. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao uống cà phê sữa đá? Có tiền trả không? Chị em cứ làm đi, miễn sao có tiền trả thôi. Phải không? Ừ. Nè, thông báo cho anh biết ngang. Hôm qua đó cũng có người thằng nó uống cà phê đá thôi. Đâu uống cà phê sữa đá đâu. Không trả tiền, nay nằm trong bệnh viện rồi đó. Gọi đi. Uống biết có tiền trả đây không nữa nè. Bởi vậy tao nói sáng sớm nay gặp thứ gì đâu. Em ngồi. Em ơi, dạ, em thấy em có thấy mình có gì đó lạ lạ không? Chứ anh thấy em lạ lắm luôn á. Tôi vậy đó. Em ơi, cho anh hỏi nha. Vậy em tên gì vậy? Trời ơi, lãng chưa. Vô uống cà phê rồi, uống cà phê đi, đi bán đi. Để chiều nay là hết giờ sổ à. Nó hỏi tên là tuổi. Gì hết giờ sổ gì? Bán vé số đi, bán vé số đi. Tại vì chưa tới giờ sổ số, thích nói chuyện chơi vậy đó mà. Chơi thôi hả? Không ai rảnh đâu mà chơi ha. Em ơi, em tên gì vậy? Linh. Linh? Trời ơi, tên Linh hả? Trời ơi, người đẹp mà tên cũng đẹp quá à. Tự nhiên nghe cái tên của em á, anh muốn phọt thơ ghê á. Trời ơi, mẹ ơi, phọt thơ là sao? Làm thơ tặng em đó. Trời ơi, sao thằng này nó rảnh dữ vậy trời. Trời ơi, tự nhiên vô nên làm thơ tặng. Em thích nghe thơ hả? Không, anh làm thơ không phải dở đâu nha. Anh báo cho em biết nè, anh là nhà thơ đó. Phải không? Nhà thơ mà ông bà mình nói á, là học phải đi đôi với hành. Cho nên khi gặp em á, anh muốn hành liền vậy đó hả? Thôi, không có hành, không có tỏi gì hết á. Không có thơ từ gì hết, đi ông nội, uống lẹ đi đi. Em nghe anh đọc thơ hả? Không. Anh ca nghe. Trời ơi, má ơi. Thiệt? Trời ơi, sao này nó nặng dữ vậy trời. Xả chạy cho ra sớm vậy trời. Em biết sao không? Anh là ca hay lắm đó. Cứ mỗi lần gần cuối tuần là mọi người bắt anh ca không đó. Vậy hả? Trời, ca cho tao nghe vậy hả? Trời, ca sĩ ở trọng phải không? Nó phải khen chứ, nãy nghe rồi. Ca hay. Cảm ơn em, quá khen. Ca ý cho anh ca sĩ nước ngoài vậy đó. Quá khen. Ủa? Anh ca nhạc Việt mà. Thì đó, giống ca sĩ nước ngoài hát nhạc Việt. Tôi nghe được chữ nào tôi chết liền á. Rồi tôi ướm à. Ủa, em không nghe chữ nào hết hả? Không. Vậy thì bây giờ anh ca lại từ từ nha. Ca từng chữ một cho em thấm nhuần nha. Thôi, đừng cắn em nha. Không có đâu, anh hiền lắm. Coi vậy chứ hiền lắm. Mi 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 mum 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 mum. Trời đất ơi, có ai đút ăn đâu mà mi mum mi mi mum mum. Ở không? Ông có biết ông có để tôi lao hoài vậy? Ông có biết là tôi lao thì là tôi đau lắm không? Cái gì? Linh, em vừa phọt ra chữ gì Linh? Em đau hả? Trời ơi, lần đầu tiên trong đời anh có một người nghe anh ca mà đau lòng như vậy. Đau lòng nào ông nội? Chứ em đau gì? Đau họng. Ra ông bác ăn tiếng luôn nè. Nè, thông báo nghe. Thứ hai làm ơn vô trại giùm nha cưng. Sao vậy? Nè, sợ quá rồi. Còn ở đây nữa tôi điện thoại lên đó đưa xe xuống hút liền á. Tôi ớn không? Trời ơi Linh ơi, như vậy thì em không nghe anh ca thì em chịu khó. Nghe anh phọt thơ có được không? Linh ơi, anh phải thực hành Linh ơi. Người anh có học mà không hành là anh chết mất Linh ơi. Nghe thơ đi Linh nha. Không, tôi không nghe, không nghe. Em không nghe thì vậy em hãy đọc thơ đi. Thủ sẵn rồi. Đọc đến xa đưa nghe. Hôm nay là biết là chuyên kỳ ngộ rồi. Anh đã chuẩn bị sẵn bài thơ này dâng hiến cho em. Em đọc đi. Đứng xa mình đọc ha, đứng ra xích xích lại, lưu lại lưu lại. Ừ dậy đi chắc ăn đọc. Trời ơi không đọc lẽ nó cắn nữa thấy bà luôn à. Em đọc đi. Dạ đọc ngang, đừng có lại gần ngang, chuẩn bị đọc nè. Trời ơi không đọc chắc nó cắn thiệt á. Thằng này là nó nặng lắm nè, xui dữ không biết. Đọc đi em. Đang đọc nè. Ủa sao cái bài thơ này giống cái bài thơ bạn trai mình tặng mình tuần rồi vậy ta? Làm gì có thơ mà đụng thơ như vậy. Trời ơi thằng khốn nào mà 100.000 bài thơ nó không lấy, nó chép mà nhầm bài thơ này nó chép đi trời. Nè khai thiệt đi, bài thơ này là của ông sáng tác hay là của bạn trai tôi sáng tác? Em nghĩ sao vậy? Em nghĩ sao thơ này mà bạn trai em sáng tác là do... Anh sáng tác hả? Không phải của anh. Với ai? Xuân Diệu. Tưởng gì ăn cắp thơ. Ai biết thấy người ta đạo nhạc được, bắt chước đạo thơ. Trời ơi thương không? Thôi nha, dẹp nha. Em ơi. Gì nữa? Đây là thơ của anh ta. Mấy đọc thơ của anh viết được không? Thôi nha. Trời ơi. Anh lại em, anh xin em. 3 đêm liền anh suy nghĩ á, anh đầu tư trí tuệ, trí não để anh sáng tác những án thơ này nè. Là bạn đọc giùm anh cho anh vui đi em. Anh ơi em cũng lại anh, em cũng xin anh. Anh mà đọc cho em nghe là em chết liền, em sống không nổi đâu. Em yên tâm, Diêm Dương đang có đợt cấp đất miễn phí. Biết cái tin đó em biết. Cái tin đó có đăng báo mà. Vậy sao? Gọi điện rồi, gọi điện số hỏi ổng rồi. Ổng nói thì sao? Ổng nói cái miếng đất đó dành riêng cho mấy thằng mặc áo hồng quần trắng dài viền cam nữa. Là anh đó. Sao em có những cái cút ngoạn mục mà sốc làm sao á. Nhưng mà anh thích cái sốc này nè. Anh ơi em gian anh đừng thích. Anh đừng thích nha anh. Dạ đừng thích em. Anh nói giỡn với em cho vui thôi. Thật ra anh là người ở xa tới. Xa xôi gì? 30 cây số xa xôi gì? 730 dặm đường chim bay. Ôi, từ Biên Hòa xuống đây phải đi máy bay hả ta? Không có đâu. Ở xa về cưới vợ đó. Trời ơi, cưới vợ vô trọng cưới đi anh ơi. Này là em góp ý chân tình ha. Ra đây không ai lấy đâu ha. Ở trọng cưới luôn sắp lấy nhiều đôi. Em nghĩ sao nó anh trong Biên Hòa ra? Anh về đây là để kiếm vợ thiệt đó. Lên đây lên anh... Trời ơi, ta đi xả xua rồi. Bây giờ tao coi quán nào, đi công chuyện đi. Mày ơi, trời bảy về con mừng quá mày ơi. Mừng gì? Gặp khách thằng khùng. Khách sao không uống gì? Gì vậy? Bán bánh bao phải không? Tao Ngọc luôn, sao nó biết vậy trời? Dì Bảy không nhận ra con sao? Ai? Con là thằng Tưng. Thằng Tưng té giếng nè. Con có bà Tưng với ông Tính đó. Tưng đó. Tính phải giếng đi hả? Tính phải giếng nhà gì vậy anh ba? Trời ơi! Trời ơi! Tao dớt mày lên chứ đâu! Rồi đó té mà phải té giếng nước, giếng khô mới thấy ghê chứ. Té tùm lên không chết mà bể đầu. Phải gì? Nó té giếng nè. Ừ nó té giếng. Hèn chi tao nói gì rồi con nghi rồi. Dạ. Nghi rồi nó nặng lắm mày ơi. Trời ơi mà hên nó nghe giếng cạn chứ giếng khô mà tao kéo nó lên chứ đâu. Trời ơi hồi nhỏ mày biết không? Nó ốm nhách nó suy dinh dưỡng mà giờ trời nó bự. Trời ơi con về hồi nào vậy? Trời đi chơi dạ. Chơi sao ba má con khỏe không? Dạ khỏe. Mày đi mấy năm rồi mày mới về đúng không? Dạ. Về kỳ này về có ba má con về không? Từ qua đây có cái chuyện gì không? Trời đất ơi lâu quá mày tao mừng quá trời. Tưng ta nhớ rồi giờ đây chắc dạo này cũng còn é chồng như xưa phải không? Nói quá à. Ngày xưa cũng vậy gặp nhau là nói mà không có chỗ chọt vô luôn á. Trời ơi quên nữa tại hỏi từ đi con nói nè. Tại vì mày gặp con mày mực quá. Dạ. Sao? Dạ. Ba má có về chung với mày má không? Con. Rồi đó mày về đây cái này cứ giận hả? Cái gì đây? Thế đứa mà hỏi từ thôi. Việt Kiều hả? Nãy giờ không nói. Ờ đúng rồi. Nó đi 10 năm rồi nó mới về. Con ở đâu nè? Dạ con ở bển á. Ở bển. Dạ. Bên nào ạ? Afghanistan. Tụi nó nhà nó sáng nhà tao, tao hỏi thăm nó chúng tao mừng quá. Nhỏ nó qua nhà tao nó ăn cắp đồ quá. Dạ. Sao? Kỳ này con về với ba má con phải không? Dạ. Ba má con khỏe không? Ở bởi mà con dòng họ cũng khỏe hả? Mày kỳ này mày về mở chơi mày lâu mau ghé nhà dì Bảy ăn cơm hả con? Dạ dì Bảy. Nói nghe này. Này dì Kiều phải không? Ừ. Dì Kiều đẻ con. Phải tương tước quá, phải chơi đẹp phải tương tước quá, phải vô đi. Trời đất ơi, nó cháu tao mà. Hồi đó nó qua nhà tao nó ăn cắp sữa hoài. Vậy cắp lại miệng cũng chưa kéo da non được ha. Con thấy cũng như xưa. Gì vậy? Linh á. Dạ biết Linh. À, nói thiệt với Bảy vậy, kỳ này á Linh đó là biết ai không? Dạ ai ạ? Má tương lai của nó. Giới thiệu con, giới thiệu gì Bảy chi vậy? Tự nhiên nãy giờ ôm sòm gì nhận ra bà con không ha? Nè Linh ha. Ba nói với Bảy á. À, chưa ấy chỉ hai dự kiến thôi. Chưa thôi. Mép mép. Bác nó cũng xui quá. Xin sao lỗi. Về chơi lâu không? Không dạ. Bây giờ nè, ở đây nha, Xuân Bảy xuống làm cơm chút, ở ăn cơm Bảy. Ở đây nói chuyện với Linh nha, nó dễ thương lắm. Dạ. Ha, ở đây nha. Bảy à. Sao? Con muốn nói thật với Bảy là chuyến này con về á, nhất là thăm quê hương. Ừ. Cái thứ hai là con muốn về đây con cưới vợ. Trời ơi, chia xa xôi vậy? Kìa. Nói vậy chứ dễ thương lắm á. Dạ. Ừ, tính tình nó đàng hoàng. Cày quá. Cày đâu. Có bà thấy ghê không? Trời đất ơi, tôi là mai cho bà rồi bà nhớ nghe bà. Bà hậu tạ tôi sao đó, bà hậu tạ nghe bà. Ở đây chơi nghe nói chuyện Linh nha. Bảy làm cơm lâu quá không gặp mày thấy thương đó. Ở đây ăn cơm với Bảy nha con. Dạ. Mẹ ơi, mẹ đi mẹ bỏ con một mình về Bảy. Trời ơi, con ngại lắm mẹ ơi. Ê con tiếc à. Ôi trời tiếc. Ôi tiếc anh ơi tiếc. Đỡ em đi, đỡ. Em có sao không? Dạ không sao, đỡ là không sao. Anh nhớ, cái hơi cái nó không sao. Đi ngồi đi anh. Cảm ơn em. Dạ. Anh dạ, nói chung đó là dạ hồi nãy anh dạ hết ghế qua kia hả? Hình ảnh này nó quen á, giống nãy nhiều đó, hơi ngược chút xíu đúng không? Thôi còn vậy nói chuyện đi ha em ha. Thôi ngồi dài đi anh ơi. Hồi nãy á mà em á, em vẫn chơi thôi, tính em nó vui vậy đó anh biết mà. Có gì không phải á, đừng giận em nha. Rồi tính em nó vui vẻ vậy đó. Không anh, tay anh em chỉ tay em, anh cũng thấy nó ngộ tại nó cũng trắng trắng. Ở bển về mà là giống quá. Anh hả? Ở bển anh làm nghề gì vậy? Ôi nghề anh đó hả? Dạ. Là nói ra sợ em nói anh là chảnh anh này nọ này nọ. Trời ơi, người dữ lắm à, hết hồn luôn mà. Nói đi anh. À, thật ra thì anh, cái nghề của anh á thì từ quan tới từ người có chức tới người không chức, gặp anh đều phải vỡ nón chào hết á. Wow, anh làm nghề gì? Tợ hớt tóc. Tợ tóc mà thiệt hả? Thiệt. Trời ơi, vậy hả? Nhưng mà hết tóc cũng làm nhiều tiền lắm phải không anh? Anh nói chơi với em thôi, chứ nghề anh đó là cũng ổn định lắm. Dạ hả? Cũng ổn định đó anh. Nói chung là có tiền. Có tiền đúng không? Thì vậy đó. Dạ. Em nhiều khi tính em hơi thẳng thắn một chút vậy. Em ơi, dạ. Vậy chứ ở đây em làm nghề gì? Dạ em làm tiếp viên. Tiếp viên hàng không à? Không, hàng nước. Ủa này nghe nó cấn não nè. Làm sao nó hiểu. Nói chung là dài là hồi em mới tốt nghiệp 12 xong á, ba em mong ước là em thi đậu là vô tiếp viên hàng không, mà không may thi rớt về đây làm tiếp viên hàng nước, bưng nước cà phê. Nó giỡn chứ phụ gì Bảy chơi thôi vậy hả? Dạ. Chứ em còn cũng đang muốn đi học tiếp lên cho nó cao lên vậy mà. Đúng rồi, mình phải học thêm em ha. Dạ, bồi dưỡng kiến thức thêm. Em ơi, vậy chứ cho anh hỏi nha, vậy chứ còn gia đình em sao, ba mẹ làm sao? Mẹ em thì mất sớm rồi, còn ba em á, ba em làm cao lắm anh. Dạ. Ba làm nghề gì? Dạ, ba nó làm gì đất á? Bảy vô chỗ nhà trai đẹp để con vô đi, vô đồn trò này thiệt tình. Anh biết sao không, ở trên ba em thì không có ai hết, mà dưới ba em là có cả ngàn người luôn. Wow, dữ vậy sao? Vậy ba em làm nghề gì? À, ba nó làm đầu quét em. Vô đi mà kỳ hồn. Nè, tao rình á. Anh biết sao, tại ba em ở chung cư tầng thứ 18 á. Trời ơi. Nên ở dưới có cả ngàn người luôn, đâu làm gì đâu. Nó giỡn gì chứ ba. Ở đâu cũng được mà. Dạ, nó giỡn gì chứ nói chung á là ba em làm đủ thứ nghề hết á. Dạ, ba em giỏi lắm anh ơi. Em ơi, vậy bữa nào anh có thể ghé nhà em chơi được không, để thăm ba em luôn? Thôi bữa nào gì, mai luôn đi, mai ghé chơi đi. Mai ghé liền hả? Mai ghé nha. Em ơi, nhà em ở đâu vậy? Trời, nhà em dễ tìm lắm, mai nhớ ghé nha. Em nói ba em nghỉ ở nhà chờ anh ra mắt. Nè, em chỉ cho anh nói cái hẻm 215 đối diện không? Đó, anh cứ vô đó, 2 bước anh quẹo phải, 3 bước anh quẹo trái, 4 bước anh quẹo phải, 5 bước anh đi thẳng chút nữa, 6 bước quẹo phải, đó 8 bước là anh quẹo trái. Đó. Ủa sao cái gia trang của em nó nghe sao nó rối não em ha? Chưa hết mà. Ủa còn nữa hả? Còn nữa, ngày mới rối nè. Anh tới ngay đó đó thì anh gặp ông Đa Ôm. Anh đưa cái cặp visit của em nha. Đó, cặp visit của em là ông chở tới tận nhà. Số nhà dễ tiền ghê không? 215-6B-8A-17C. Dễ tìm lắm. Cũng dễ. Dạ. Nãy sao từ rối não giờ nó chuyển sang nhũn não luôn à. Địa chỉ nó có hơi quyền bí ha. Dạ, anh cứ đi tìm từ từ nó ra. Vậy hả? Anh ơi, tôi bây giờ em về nha. Để tài xế đợi lâu quá kỳ lắm. Ủa, em có xe hơi riêng nữa hả? À, dạ không phải xe hơi riêng, xe hơi chung. À, chung hả? Dạ. À, xe 4 chỗ hả em? Dạ không, 50 chỗ. Ủa, xe gì mà bự như vậy? Xe bớt. Em vui quá à. Đó, nhiều bữa lên trễ không có chỗ ngồi đứng, thấy bà nội đu 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 vậy đó. Tội nghiệp quá ha. Đi về nghe. Em về nha, cẩn thận nha. Em ơi, còn cái nhà mình bây giờ ngày mai anh tới hả? Nè, anh đi tìm ngay từ bây giờ là vừa đó. Ủa sao kỳ vậy? Dạ tại vì giờ tìm mai mới tới. Em đi nghe. Giờ tìm mai tới. Trời ơi. Ủa nhỏ là đi đâu rồi bỏ nhà cửa gì, nhà nó không chịu quét nữa trời. Nó để già cửa tùm lum hết trơn cái trọi vậy nè. Con gái con lứa gì vậy. Chết cha bệnh nghề nghiệp. Đi đâu thấy rác là tôi quét. Trời ơi trời. Ở nhà đó không nấu miếng nước nào uống hết trơn vậy. Lên à. Lên. Lên. Về nhà là kêu réo ốm rò mà đang ngủ một chút vừa trang điểm vừa ngủ luôn. Mai có eco vậy à, mày còn không nghe. Ủa ba vậy ba làm mới gì hả? Không thấy mới về, không thấy hả mày ba? Rồi có chuyện rồi đó. Nói nghe nè. Rồi lâu ngày quá cha con mà không có rảnh rỗi tâm sự. Cha vụ này là lớn à, chuyện là chuyện lớn chứ mà chuyện nhỏ nè. Nay rảnh quá không? Cái gì nữa đây? Tâm sự chút hen. Vậy cho tiền đi. Đóng tiền học bài á. Mỗi lần mà lại nó tâm sự nó bóp cái là khẩm địa. Chắc cũng cỡ tháng lương mà. Ê, học bài gì nữa? Trời đất ơi trời, mày học lâu quá rồi mày chưa ra trường đó hả? Ra lâu rồi, nhưng mà bây giờ tại vì làm muốn học nâng cao thôi. Ra trường rồi đó, nó ngồi tách rồi, may cho ba cái quần đẹp thiệt đẹp nhá. Nhớ sao nhớ, trời kỷ niệm cả đời ba không nhớ sao được. Đó. Ba mua 2 xước giải á. Dạ. Mà con may thành cái quần xà lỏn. Dạ thì... Thì biết không, tại vì lúc đó là mới học tới quần xà lỏn thôi, chưa học tới quần dài. Nhưng mà bù lại rồi, hồi tuần rồi mấy cái quần tây đẹp quá trời đẹp sao không mặc? Mặc đi làm liền. Trời ơi sao mặc đi làm liền, nè vừa không? Wow, trời ơi đẹp quá bà ơi. Đi vừa lắm, đẹp quá nè. Đó, mà thêm sợi dây rồi nữa. À, gì? Tháo sợi dây ra. Không được, tháo rồi tao lại người ta luôn á. Sao vậy? Tháo ra có làm ẻ. Trời ơi, tao mà làm như mai quần đứa quần đứt rồi đó, mà mai có quần cái dài nó sẽ xăng lên 4 lai còn chưa ấy nữa đó. Thôi kệ đi, từ từ mới may khéo hơn được. Mà khéo quá. Bà biết sao không? Chưa. Bây giờ mô đanh nó vậy đó. Mô đanh nó phải dài nó rộng cột lại vậy luôn đó. Vậy mới đẹp đó ba. Ráng học nha con. Ráng học coi sau này có cái nghề, biết không? Để mà nhờ cái tấm thân, biết không con? Trời ơi, ba lô sao tôi ớn luôn á. Con nói thiệt cái ba ngang. Thời buổi giờ nè, cái kiếm chồng nào giàu vớt nó về làm chồng cái nuôi con cả đời luôn á. Nuôi cả ba. Nguyên cái nón mày luôn, vớt. Gái mở miệng ra vớt. Lúc nào cũng tiền bạc, có những cái thứ nó còn quý hơn tiền bạc nữa nghe con. Vàng hả ba? Gì như vậy? Trời ơi, ba nói là tấm lòng đó con. Trời ơi. Tấm lòng đó, con người ta nó còn quý hơn vàng, quý hơn bạc, nó không có gì mà so sánh được. Trời ơi, bởi vậy thời buổi giờ mà còn có tấm lòng nữa, bởi vì ông này cũng lúa tới ớt luôn à. Mày nói lén người ta đâu con quỷ. Dạ không có. Ba. Gì? Nói nghe nè, chút xíu nữa đó, con có hẹn thằng Ke tới ra mắt bà đó. Thằng nó tên Ke hả? Không, lúa chưa, bây giờ lúa chưa. Ke đó là boy á. Boy gì? Boy bói boy á. Không biết boy luôn hả? Gì? Boy là bạn trai á, bồ con á. Trời ơi, bạn trai đó, bạn trai đi boy. Tao biết rồi, cái thằng mà kỳ rồi mà cho chiếc guốc vô nó không còn cái răng nào chứ gì. Không, trời ơi, thằng đó là con tiễn lên đường lâu rồi. Trời ơi, đúng rồi. Nàng boy mới nghe. Mới nữa hả? Việt Kiều. Hả? Việt Kiều? Việt Kiều. Chà, ngon nha. Việt Kiều Mỹ không? Không. Pháp không? Không. Canada? Không. Cái Việt Kiều gì? Afghanistan. Cái Việt Kiều ngộ hả? Cái mặt này chắc giàu không á. Không có. Ba, con nói trước ba nha. Thằng này nó dễ thương lắm bên. Nó đẹp trai lắm. Vậy hả? Nhưng mà có một cái con không được vừa ý cho lắm á. Là cái tên nó hơi bị xấu ba. Tên xấu hả? Dạ. Nó ở nước ngoài mà tên xấu. Tên xấu lắm. Tên gì hả? Tên Weekend á. Weekend? Dạ. Tên Tây tên Mỹ tốt ghét là xấu gì? Không có đâu bà, học biết tiếng Anh á. Weekend là tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt là cuối tuần á. Vậy là cũng tốt, nó tên Tuần rồi đâu có gì đâu. Trời ơi, cuối tuần là Tuấn Cùi á. Đẹp không? Trời ơi, hết chuyện Tuấn Cùi. Nó cái tay nó về làm sao nó chơi điện tử được. Cái tay nó về làm sao mà bấm hung luôn. Còn bây giờ để ở đây ngọt. Ba này, nó giỡn thôi, cái này là cái biệt danh mà bạn bè chọc thôi. Chứ ảnh tên thiệt, ảnh tên là Tưng á ba. Tưng? Dạ. Tưng cũng được, cái đâu có xấu gì đâu. Ôi, nhưng mà con nói ba nghe nè, chút xíu nữa đó, con có hẹn bò tới ra mắt ba đó. Nhưng mà lỡ mà nó hỏi ba làm nghề gì á ba, ba nhớ nghe, ba đừng có trả lời ba làm hút rác á. Thì nghề ba hút rác, ba nó hút rác chứ có gì đâu, con mắc cỡ. Thôi đi ba ơi, thiệt á, mỗi lần mà ai hỏi ba làm nghề gì á, ba tự tin lắm nha, ba vui vẻ trả lời, tôi làm hút rác. Thiệt với ba nghe, đứng bên này con thì con quê mà con quê bà cố luôn á ba. Lúc đó mà đất mình nứt ra là con chui xuống dưới luôn á. Có gì đâu mà quê con, không? Nghề nào cũng là nghề. Nhờ cái nghề này mà ba nuôi con từ nhỏ tới lớn, có gì đâu mà mắc cỡ. Thôi con không chịu đâu. Bây giờ vậy nè, con vô con trang điểm lại một chút. Nó tới ba cái kêu con ra. Còn nữa mà nó hỏi tới cái gì ba cứ để con trả lời. Ba không biết ba đừng trả lời tầm bậy tầm bạ lộ hết, nghe chưa? Thôi được rồi. Con vô à, nhớ là muốn gì cũng được. Ấy ba. Gì? Cởi cái áo rồi ra. Gì vậy? Cởi ra đi. Trời ơi, nó tối tháng gì nó biết ba làm hút rác là chết con luôn nè. Giờ tao nực quá, tao không biết chuyện gì nè, có cái nón tao luôn đi. Đây, nhớ nghe ba, cái gì kêu con ra nghe. Đừng trả lời bậy bạ lộ hết luôn á. Ủa trời ơi, nước đâu mà uống. Về khát nước gần chết rồi. Nấu nước là ba lên ơi. Tưng, cái tên này nghe quen quá vậy ta? Sao tao tìm thức mình cái tên Tưng này là nó quen làm sao đâu á. Tưng. Chào bác. Giống con y chang. Chào bác. Dạ. Sao cái mặt này quen quá vậy ta? Dạ mới gặp nhau quen rồi đó. Mặt này nhớ hồi nhỏ tao đánh lộn quýnh này mấy lần rồi nè. Sao cái mặt này quen quá. Đi đâu đây? Dạ con tới đây con hỏi thăm sức khỏe bác. Hỏi thăm sức khỏe tôi vậy hả? Dạ. Cảm ơn. Sức khỏe tôi đang trét nạt trét này trong kia kìa. Kiếm Linh rồi đặt hỏi thăm sức khỏe. Ngồi đó đi. Kìa, cứ ngồi là biết. Bỏ sao? Dạ. Giờ cho hỏi thăm chút được không? Dạ. Bà dạ nhẹ nhẹ đó, bà dạ mạnh quá, tao yếu tim mà. Dạ xin lỗi bác, dạ con cũng bị tim thòng đó, liệu. Dạ xin lỗi bác. Dạ. Ngồi xuống đây. Dạ mời bác. Dạ con thỉnh bác. Dạ có trước nè, sau nè, đó. Kính lão đắc thọ. Dạ. Cái này là Việt kiều à. Đúng không? Dạ. Áo cờ nó tăng vậy nè. Dạ. Cái mặt như cái mỏ dầu. Hôm bữa ra đường vui bác. Vừa về tới Việt Nam có con bé kia nói với chú cho xin 2 lít dầu. Nó dầu đâu, dầu trên mặt chú. Ứng ra có quá trời dầu. Nói nhiều quá. Dạ xin lỗi bác. Tới già tôi nói nhiều. Dạ. Tôi chưa hỏi mà. Dạ. Việt kiều phải tém lại một chút. Phải gọn chút chứ. Dạ. Nhiều tuổi rồi mập quá hả? Dạ 30. Ba cháu bao nhiêu? Dạ 45. Mày má ơi. Sao vậy đó? Mày 30? Dạ. Ba là 45? Dạ. Ba mày hư sớm quá vậy ta. Ba mày hư sớm hơn tao nữa. Cái khoảng 13, 14 tuổi rồi có vợ được gì? Dạ không biết, để chút về hỏi lại. Thôi khỏi. Dạ. Mệt. Dạ. Thấy thơm không? Dạ thơm. Thơm á. Giờ hoa đó. Dạ hoa phải thơm chứ. Dạ rồi, thơm không? Thơm không? Dạ thơm. Hoa kia cắm ở trong bình. Dạ. Tưởng rằng quá thiệt ai về quanh lắm. Lòng thơm xạo nịnh. Dạ xạo mỏ. Dạ tại muốn bác vui, nói cho nó vui mà về nó không có vui. Dạ xin lỗi bác. Dạ. Dạ. Để tôi kêu Linh ra là tiếp cậu. Dạ. Thấy không? Dạ. Lịch sự tôi đứng vậy là cậu phải đứng vậy. Dạ quên nữa, trước nè, phải sau nè. Xin lỗi bác. Dạ. Để nghe nè. Dạ. Mập quá. Uống bơ sữa nhiều cái là mập quá. Để kêu Linh tiếp cậu nha. Quên, xin lỗi. Cô bé ngồi cây chổi. Dạ. Nó chơi, nãy giờ vẫn chơi thôi. Giỡn sao á? Chơi đi. Dạ, cảm ơn bác. Để kêu Linh ra. Dạ. Linh à. lên. Gái tôi vậy đó, kêu vậy nó không có ra đâu. Dạ. Mà gọi về nó mới ra nè. Sao bác? Lên. Gì ba? Đó. Kêu réo ôm sờn hoài mệt ghê, không bao giờ yên ổn được. Nói rồi, nói bao nhiêu lần rồi. Ý anh em. Một cái nước, một cái nước. Mày giỡn mặt không em? Đúng không? Dạ thôi xin lỗi bác. Đừng thục. Nè, nè. Dạ. Bác đừng nhậu vô. Bác, con đừng thục đi ra, con đã món nãy càng món thêm mà. Đừng bác. Này chắc 3 bi 10 điểm nha con. Dạ con biết, xin lỗi bác. Dạ. Lên. Kỳ vậy. Tao tưởng tao mới giờ mà thấy cái đùi nó tưởng nó hậu vệ. Ai về này phô này là nó tấn công quá vậy con. Nó là hàng dữ dội vậy nha. Hàng tiền đạo à. Ê, cẩn thận nha. Cái thằng này cặp giò này tấn công dữ lắm mà. Con gái con phải cẩn thận đàng hoàng nha. Bà lo xa quá. Con đó là con tấn công nó trước không á. Ngồi yên để coi con. Văn Lượng nè. Anh. Em. Anh mới tới hả? Anh mới tới đó. Ủa anh chào ba em chưa? Anh chào rồi. Vậy hả? Để anh qua anh chào lại một lần nữa cho nó tăng phần lịch sự. Dạ. Vui tính quá, chào đi anh. Dạ. Chào bác. Hả, nó ngồi đàng hoàng rồi chào, nó có giá trị. Dạ vậy cho con review lại lần nữa nha. Dạ cho thấy mặt luôn nè. Dạ chào bác. Giỏi quá. Lần nữa đi, lần nữa đi. Chào bác. Không có không? Dạ không. Bà số. Dạ không. Ở ngoài cái bảo bà số chứ trong hai số. Số gì bác? Dạ thì nè, có kỹ nè. Ôi bác. Thấy không? Ba số rồi, hai số. Dạ. Số mà đây số mà để gì xe thành hai số. Qua kêu ngồi để con tiếp khách đi. Biết mà mày. Ghế này của mày mua mà. Dạ. Em ơi. Dạ. Ủa hôm nay sao bác không đi làm à? Dạ có, đi làm mới về. Ủa bác làm gì em? Dạ bác chứ làm gì. Không phải hút rác. Ba em làm nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh. Dạ nghiên cứu sinh hả bác? Nghiên cứu sao bác ha? Nghiên cứu sinh là gì? Nghiên cứu rác đó. Biết rồi. Tại vì ở trong rác nó có rất là nhiều cái vi khuẩn. Dạ đúng rồi. Nó có cái chất là decozen, abermop, rồi leucin. Ba đó là tên thuốc. Leucin là thuốc tây. Tôi hồi đó tôi học trường Tây quen rồi. Bây giờ tôi nói tiếng Mỹ không quen. Thôi nó nói tiếng Mỹ không quen thôi, đừng nói nữa ha. Ba vui quá. Ba vui lắm. Giờ khi gặp bà Linh đó, con thấy Linh có gì đó lạ lạ, nghe nó cấn rồi bác, cấn hơn nữa bác. Dạ. Cha nào con nấy mà anh. Đúng rồi. Anh biết không, ba em giỏi lắm, ba em nghiên cứu đủ thứ vậy đó. Vậy sao? Dạ. Sao hẹn người ta mà tới trễ dữ vậy ạ? Anh tới trễ anh đau lòng lắm. Dạ cảm ơn bác. Ngồi đi, tự nhiên đi, ghế Linh mua mà. Dạ cảm ơn bác. Ngồi đi em, lấy ghế qua ngồi kế anh nha. Mới nghe nè, anh sao tới trễ vậy? Biết sao có hai ghế này không? Dạ sao bác ạ? Ghế này ghế đực mà ghế này ghế cái. Chứ mua hai cái giống nhau là hai cái đực hết sao? Dạ đúng rồi. Không hào đâu. Tao vui vậy đó anh. Em biết không? Vui 14 tuổi. Dạ, vui nhiêu tuổi ạ? Tại đây hỏi gì không? Tao vui, ai nói không long vậy? Ai nghe thôi ạ? Hợp với lại gì bảy? Hợp với em luôn nữa, hợp với anh luôn. Thôi, gia đình nói đều quá trời, miệng không kéo ra nông ăn nè. Không giờ không ai nhường ai. Bây giờ anh nhường, anh nói trước nè. Trời, buồn lắm chứ. Tại vì đi mua đồ cho em đi biết bao nhiêu shop. Vô shop mua đồ cho em. Đi vô shop mua đồ cho em chứ. Mua gì cho em vậy? Anh đi shop này, shop kia, shop nọ, 4-5 shop luôn mà không có mua được cái gì cho em hết nè. Mua được gì hả? Không mua được miếng gì luôn. Đi đâu mua quà mà không có? Nhà sách. Còn cái nhà sách làm gì? Tao mua mấy bơ chứ mua. Thì mày đoan trang con gái mà. Quên. Nhớ không? Tao dạy. Dạ quên. Linh ơi, hồi nãy sao gặp em trước mắt anh là 7 sắc cầu vồng, giờ sao gom lại còn con màu đen em ơi. Nó giỡn. Giỡn vui. Vui ha. Ba cha coi em đi giỡn. Nhiều khi em cũng quánh ba em vậy luôn á. Vui. Em quánh ba hả? Giỡn. Mà vui nó vậy. Giỡn đau ha. Đau. Đau không đau? Đau cũng chết luôn. Cho đều. Cái gì rồi đều. Em không có biết là anh không có thích giỡn như vậy. Có vui mà cứ giỡn. Dạ vui. Anh biết không, em không phải là ý đó đâu. Sao em? Ý của em đó là anh ơi. Sao? Anh đừng có mua quà cáp chi tốn kém dữ lắm rồi nha. Những món quà mà tự tay anh làm ra thôi, anh tặng là em vui rồi. Em thích những món quà mà chính tay anh làm ra cho em à? Dạ. Vậy làm sao bác? Ai biết thầy muốn làm gì mà làm? À, là coi như là em muốn anh đó là xếp cái bông hồng giấy tặng cho em đúng không? Đâu. Lấy giấy xếp thành bông hồng là tặng từ tay anh nè. Nó vậy nè. Thì sao bác? Gái tôi vậy nè. Cậu ở nhà cậu chịu khó đó, làm cái thủ công á, xếp bông hồng á. Dạ. Mà đừng có lấy giấy thường. Giấy gì bác? Giấy $100 á. Dạ chị. Chứ tôi xếp thành cái bông hồng mà con gái tôi không chịu một bông đâu, xếp một bó vậy đó. Anh này nói vậy rồi anh đánh giá còn sao? Triền bó vậy, 5 bông được rồi. Ba anh nè, cái đó không phải là ý của em đâu rồi nha. Vậy sao? Mà là ý của ba em đó. Ồ vậy hả? Nhưng mà anh ơi. Sao em? Anh cứ làm theo ý của ba cho ba vui lòng nha anh. Ba già rồi, ba làm khổ với ba buồn, ba chết sớm. Em biết rồi. Dạ. Em thương cha như vậy. Dạ. Tại anh rất là cảm xúc. Dạ em thương cha. Tình cha mà. Tình cha ấm áp như vầng thái dương mà. Bởi vì tình cha. Không nghe người ta hát sao? Tình cha ấm áp hơn là đập chanh, ngọt ngào hơn là nước chanh pha đường. Ê, vui anh, gia đình mình vui quá, vui đều hết trơn vậy đó. Giờ có chuyện buồn. Dạ thì chuyện gì anh? Buồn lắm. Trời, anh suy nghĩ hoài à. Dạ. Nát óc luôn đó. Dạ. Linh à, cho anh hỏi một câu em thật lòng trả lời cho anh biết nha. Anh lại hồi hộp quá. Dạ hỏi đi. Ngoài anh ra, dạ, em có con trai nào khác không? Anh nghĩ sao mà anh hỏi em như vậy? Anh xúc phạm em rồi. Em định đọc cho anh luôn. Ngoài anh ra không có người con trai nào hết. Chỉ có 2 đứa con gái đang gửi nhà trẻ thôi. Không phải. Ý nó muốn nói vậy nè. Nó có 2 cô bạn gái. Hồi đó nó chơi từ chút xíu rồi lên ở nhà trẻ đó chút xíu rồi là 2 đứa nó chơi lên lớn dần. Bạn gái hả? Vậy mà nghe con tim con muốn văng ra ngoài. Con muốn văng luôn hồn với mày. Ý của em là vậy đó. Anh biết không, em không có thời gian đi chơi mà quen được bạn trai. Vậy sao? Em đi làm suốt mà anh. Em đi làm suốt từ sáng sớm cho tới chiều tối mới về tới nhà. Đúng rồi. Quá. Tối đúng 9 giờ là em chung vô mùng ngủ rồi. Đúng đó, nó nói đúng rồi, có không lộ sai đó. Dạ. 9 giờ tối là nó chung vô mùng nó ngủ rồi. Dạ, dạ. Thương quá. 10 giờ nó có chung nó khỏi mùng đi ra sáng đêm luôn. Dạ thì... Linh, cái gì mà 10 giờ em đi đâu? À, ba này, dạ không có anh ơi, ý là vậy nè. 10 giờ ba em phải đi làm đó. Em có nhiệm vụ thức dậy kêu ba em dậy đi làm. À, ba đi làm hả? Dạ. Ủa, mà ba làm gì em? Hút rác hay làm gì đó hoài, đó hút rác mà ai? Trời ơi, sao hút rác hoài dặn rồi mà. Tao nó hút rác. Ba này kỳ ghê luôn. Đi đi, cái lên đầu mày bây giờ. Có bạn trai mày mà có thường tao phải không? Ba, tao làm nghề hút rác mà biểu tao trốn bỏ sao được? Nghề hút rác mà hạnh diện lắm, sao gặp ai ba cũng khoe vậy. Ba có biết là con xấu hổ với nghề của ba lắm không? Xấu hổ với nghề của ba. Linh à, ba làm nghề hút rác. Mà nếu con cảm thấy rằng á, cái nghề của ba đó mà nó làm mất mặt con, nó làm xấu hổ con, thì thôi cho ba xin lỗi con. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha xa dấu yêu. Bác à, bác đừng có buồn Linh nha bác. Con ngồi chơi đi, không có gì đâu. Tôi buồn là tôi buồn cái thân phận tôi à. Tôi nghèo quá, làm nghề hốt rác, nó không có gì để lại cho con cái tôi nó hãnh diện hết trơn trời. Bác à, rồi tôi buồn tôi thôi. Linh làm gì cậu? Dạ thưa bác, con nghĩ rằng Linh không hiểu hết được công việc của bác, cho nên Linh mới nói như vậy thôi. Chứ sau này Linh hiểu, con nghĩ rằng Linh sẽ thương yêu bác nhiều hơn bác à. Tôi hiểu chứ, con tôi sinh ra tôi hiểu. Con Linh đó thì nó cũng dễ dạy chứ không có gì đâu. tại nó lớn lên mà nó mặc cảm với nghề cha nó là cái nghề hút rác. Thưa bác ơi, không có nghề nào xấu hết bác à, không có nghề nào thấp hèn hết bác à, nghề nào cũng cao quý cả, mà nhất là cái nghề của bác. Nếu không có những người như bác, con nghĩ thành phố này sẽ không có sạch đẹp như hôm nay, và thành phố này là một thành phố rác bác ạ. Nếu mà những lời của cậu nói mà con Linh nó thốt ra từ cửa miệng của nó đó thì tôi sung sướng biết chừng nào. Cậu biết không, tôi nuôi nó hồi lúc nó còn 2 tuổi, mẹ nó qua đời. Tôi bây giờ cái nghề hốt rác này mà tôi nuôi nó đến ngày trưởng thành đó cậu. Thế mà con tôi đâu có hiểu được tôi đâu. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo. Ba, ba con sai rồi ba ơi. Ba con xin lỗi ba ơi. Con xin lỗi ba. Ba đừng giận con nha ba. Ba con có lỗi gì đâu, lỗi là lỗi của ba. Ba mới gần gũi con á, cách nghĩa cho con hiểu cái nghề của ba. Đừng có khóc nữa, khóc ba đau lòng lắm. Anh Tân ơi, em xin lỗi anh. Em đã nói dối anh. Em không có gì phải xin lỗi cả. Thật ra thì anh biết ba em hút rác lâu rồi. Ủa? 10 năm về trước. Sao cậu biết? Sao anh biết? Bác nhận ra con thiệt sao? Cái gì á? Mày... Con là thằng Tưng nè, bác nhớ không? Thằng Tưng? Hồi nãy con vừa bước vô cái bác nói cách đây 10 năm về trước bác có quánh thằng mỏ máu không á? Ba con á. Ba con mỏ máu hồi trước á. Ba mày là ông Tưng. Ông Tấn, má con là bà Tần, gia đình Tần Tấn Tấn á, bác nhớ không? Trời đất ơi, con của ông Tấn đây hả? Dạ đúng rồi. Má mày là bà Tần. Dạ đúng rồi. Bà trời đất ơi, nó lớn đại tao nhìn nó ra bay. Quen hả ba? Hồi đó nó ở xóm mình. Dạ. Lúc con còn bú á. Ba kỳ quá. Rồi cái đó nó đi nước ngoài, tới giờ nó mới về. Dạ. Mới về hả con? Dạ con mới về. Về lâu chưa? Dạ mới về. Vậy hả? Dạ. Ba mày khỏe không? Dạ nhờ trời thương ba con còn thở đều. Ờ. Ba khỏe không? Ba mày khỏe. Mà ba mày có gì cho tao hai tao gửi tiền đi điếu nha. Dạ. Thôi, cái này không dám nói. Sợ. Dạ. Má mày khỏe không? Dạ má con cũng khỏe. Má mày còn đẹp như xưa hơn. Dạ. Không có. Bác mà con về chơi đi hay là có việc gì? Có việc dạ có việc gì chứ. Dạ. Lâu lâu tao pha vậy thôi. Dạ gia đình mình vui quá. Dạ. Vui trong nước mắt cũng vui. Dạ. Dạ. Gia đình con á thì thật ra thì ba má con á đại diện cử con về đây. Ừ. Mục đích về đây của con là gì? Là gì? Kiếm dâu cho ba má con. Mày hài giống ba mày quá. Dạ. Kiếm vợ phải không? Dạ đúng rồi. Kiếm vợ kiếm dâu cho ba má. Mà tìm được chứ? Dạ tùy bác à. Hả? Gì mày? Sao tự nhiên tùy tao? Dạ tùy, cái động từ tùy này ai hiểu sao hiểu. Dạ. Đó bị chết đi ra. Dạ. Dạ đúng rồi. Đây tao không dám hứa, tao không dám nói hỏi ý kiến này, tao đứng chính giữa thôi. Linh à, nếu như em đồng ý chấp nhận anh làm chồng em á thì em nói một tiếng để anh về anh nói ba má anh sang năm cưới em làm vợ cho anh, em đồng ý không? Không, em không đồng ý. Trời ơi, gì vậy? Sao vậy Linh? Trời ơi, con nói không là không mà ba. Linh sao vậy Linh? Tại sao không? Sao vậy? Cưới liền mới chịu. Cưới liền, để thì cưới liền. Còn tao nữa mày. ơi, Mai à. Ủa, không lẽ mình lộn địa chỉ á? Không có thể nào mà lộn được hết trơn á. Mình ghi rõ ràng mà. Đây nè, số nhà nè, 88/8, Tôn Thất Trận, phường 8, quận 8. Đúng rồi, đúng là ở đây rồi. Anh kia, anh tìm ai mà đứng ngớ ngẩn như là tên ăn trộm vậy? Dạ thưa bà, bộ tôi già lắm hay sao? Dạ không không, dạ bác còn trẻ lắm ạ. Trẻ lắm sao lại gọi là bác? Dạ không có, dạ ý của cháu là... Mất lịch sự. Đứng trước một phụ nữ mà gọi bác xưng cháu là một điều sỉ nhục, anh hiểu không? Dạ, xin lỗi chị. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với một phụ nữ sang trọng và thanh lịch như chị, nên có phần lúng túng ở trong cách xưng hô. Mong chị vui lòng hỷ xả thứ tha. Tôi nguyện ngậm dành kết cỏ. Dạ thưa chị, nếu như tôi đoán không lầm thì chị đây là chị của Mai ha? Anh đoán tôi bao nhiêu tuổi mà nghĩ tôi là chị của con Mai? Dạ, nếu nhìn xa xa thì giống Thanh Nga. Nhìn lâu lâu thì có nét giống Mỹ Châu. Mà đặc biệt cái nhìn nghiêng nghiêng thì tựa tựa Phượng Liên. Mà nhìn ngang ngang thì giống Út Bạch Lan. Dạ, mà nhìn cho kỹ chút xíu thì giống con khỉ. Dạ, giống Lệ Thủy. Dạ, nhưng mà nhìn toàn cục thì giống y chang Ngọc Giàu vậy. Dạ, bởi vậy cho nên sang qua sớt lại xa cả chút xíu thì năm nay chắc có lẽ chị khoảng 74 ha. Cái gì? 74 tuổi hả? Dạ, không có, tôi nói ngược, 47 chứ không phải là 74. Chị á, tôi coi còn ngọt canh lắm. Nhìn chị tôi còn muốn phê mà. Báo tin buồn cho cậu biết, tôi là má của con Mai. Trời, nếu cậu là bạn của con tôi thì tôi cho phép cậu gọi tôi bằng bác. Dạ, dạ thưa bác, vậy thì con xin kính cẩn nghiêng mình chào bác. Cậu có vẻ lễ phép lắm. Dạ thưa bác, bởi vì ba con thường dạy con tiên học lễ hậu học văn. Cậu là bạn của con Mai. Dạ thưa bác, thú thật với bác là chúng con đã vượt qua khỏi cái hàng rào tình bạn và hiện giờ đang tấn công vô cái lãnh địa tình yêu. Tình yêu? Dạ đúng. Trái tim của chúng con đang hòa tấu khúc nhạc tình yêu. Tình là khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Tình là khi không mà khó. Tình là tình nhiều lúc không như có. Tình là đi tình... Chưa đến giờ ca nhạc. Hãy trả lời câu hỏi của tôi. Cậu yêu con Mai, phải không? Yêu chân thành, yêu tha thiết, yêu da diết. Chắc như vậy. Nào nó láo còn bác. Hả? Chứ không lẽ cậu là cha tôi? Dạ nếu như bác cho phép. Sao? Cậu muốn làm cha tôi à? Dạ không có, không phải. Trời ơi, ngu quá. Dạ thưa bác, con đâu có dám hỗn hào vậy. Ý con muốn nói là nếu bác cho phép thì tụi con nhất định cưới nhau. Nếu tôi bằng lòng thì cậu định mấy năm nữa làm lễ cưới? Thì sao hả? Mai à? Hả? Ngày mai à? Dạ, bởi vì sách có câu cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày gió thổi hôi ê. Hả? Không không, dạ thiên hạ dèm pha. Dạ. Người ta nói chọn mặt gửi vàng. Con gái tôi quý hơn vàng hơn ngọc. Bởi vậy tôi phải đắn đo chọn lựa kỹ càng. Liệu cậu có thể vượt qua được không? Dạ thưa bác, dù khó khăn thế mấy con cũng quyết vượt qua. Bởi vì sách đã có câu thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mà mấy đèo. Sao? Núi thì trèo, sông thì lội, còn gặp đèo thì sao? Dạ gặp đèo cái con trở lại à? Thua à? Ý trời, không dám thua đâu. Con trở lại, con lấy mô tô Rebel con chạy qua cho nhanh. Chớ đi bộ mỏi cẳng lắm. Lội qua hết mấy cái đèo lỏng đầu gối, viêm thần kinh tỏa, cưới vợ về ngó chơi. Cậu quen gái tôi vào dịp nào? Dạ thưa bác, hôm qua thật tình cờ, trời mưa ôi lạnh quá. Ngồi buồn thầm đêm tiếng mưa rơi. Chợt nhìn người đâu sao nhỏ bé, nàng đi như gần té, còn ướt chiếc áo bé. Xin lỗi bác, cháu ca tiếp. Con đây vội chạy tìm, dù mang ra một chiếc dội vàng che mưa gió cho em. Chiều nàng cùng đi trên đường vắng, nhìn em nhưng chẳng nói gì chị đã yêu em rồi. Đó là dịp để cho cậu thả dê, chứ còn chờ gì nữa bác. Bởi vì dê là hành động lịch sự của một người văn minh. Dê mà là hành động lịch sự? Dạ đúng. Nếu tất cả những người đàn ông ở trên trái đất này mà không biết dê thì sắc đẹp của phụ nữ sẽ trở nên thừa thãi và vô nghĩa. Các hãng mỹ phẩm sẽ đóng cửa, các nhà tổ chức hoa hậu sẽ húp cháo rùa vì thất nghiệp. Chà, thì ra dê quan trọng và cần thiết ghê gớm như vậy sao? Chứ sao? Dạ thưa bác, theo con thì hàng năm ha cần phải có một cuộc thi dê với một giải thưởng nó phải lớn gấp đôi giải thi hoa hậu mới đúng. Cậu có vẻ là một cao thủ dê. Dạ thưa không dám, con chỉ là một môn sinh đang tập tễnh bước vào ngưỡng cửa dê, nói gót theo bước chân của bác trai. Cậu muốn nói ông nhà tôi? Dạ, dạ tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng cháu rất ngưỡng mộ đại danh của bác trai. Cậu muốn nói nhà tôi là một tiền bối danh chấn giang hồ về dê? Cậu hãy giữ lời, đừng phát ngôn bừa bãi như vậy. Nếu cậu nói xấu chồng tôi thì... Dạ thưa bác, con đâu có dám. Con á, là con đã nói rõ quan điểm và lập trường của con rồi. Dê là một điều danh dự của giới mài râu. Bằng cớ gì mà cậu cho rằng ông nhà tôi là một bậc tổ sư dê? Thưa bác, bởi vì bác đây vừa đẹp mà vừa khó tánh, vừa sang trọng, vừa lịch sự, chứng tỏ là con nhà ra ráo, thuộc hàng trăm anh thuế phiệt, kính cổng cao tường, tiểu thơ đài cát. Vậy mà bác trai vẫn thả được con dê vô, lại còn góp phần sản xuất ra em mai nữa. Như vậy nghệ thuật dê của bác trai đã lên hàng, thượng thừa thâm hậu. Cậu khéo nịnh lắm. Dạ dám. Cậu dê như thế nào với con Mai con của tôi? Dạ thưa bác, con lấy cái áo khoác của con cái con cho Mai mặc, rồi kia con lấy xe con cái con đưa Mai về nhà, vậy thôi à, không có gì nữa. Nhà của cậu? Dĩ nhiên rồi. Cậu làm gì? Đưa Mai vô phòng tắm. Hả? Hả? Cái sau đó đưa Mai vô phòng khách, rồi sau đó cái gì nó đến cái nó từ từ đến. Cậu đã? Chưa không có. Tụi con chỉ nhìn nhau và ánh mắt đã thay cho lời nói lên tất cả. Chỉ nhìn nhau thôi à? Mà không có. Nhìn nhau rồi thích nhau, rồi khoái nhau, rồi thương nhau, chịu nhau, rồi yêu nhau. Tao lại đừng tiếng nữa, nguy hiểm, giật thẩm đang chờ phía trước. Nhưng thưa bác, lúc bây giờ có thắng cũng không được. Thắng nó đứt từ bao giờ. Hả? Thắng đứt thì trả số ve. Thưa bác, số ve đã kẹt, chỉ còn cách gài số tới. Rồi cậu làm sao? Dạ nhấn ga đưa nhau vô bóng tối. Trời ơi là trời, thôi chết con tôi tan nát đời quả sinh này rồi. Từ bấy lâu nay tôi vừa quay quyết không rời tay. Thế nay tên này đây đã làm cho nhụy u. Dạ thưa bác, đừng nên dùng lời, dù không lôi thôi con có làm chi đâu động trời. Vợ bác yên tâm xin nghe lời con đây bài phân. Mỗi khi con đây gần Mai, con cắn thôi mà không có làm gì hết. Mày cắn con gái tao, mày là ác quỷ Dracula. Gì ạ? Gì Dracula? Cắn hột dưa bộ. Sao? Con Mai nó cho mày cắn hột dưa? Dạ bởi vì khi vô rạp á, Mai mua có con bịch à, cái Mai đưa hột dưa cho con cắn trong khi chờ đợi coi phim á. Hả? Sự thật là vậy hả? Trời ơi, tao cứ tưởng. Trời, bác ơi, dạ bác cứ yên tâm. Tuy tụi con tự do ở trong quan hệ tình cảm, nhưng mà luôn luôn giữ một mức độ trong sáng cần thiết. Nghĩa là? Nghĩa là tụi con chỉ cầm tay nhau, ôm nhau, hung nhau, chứ không có bao giờ mà dẫn banh vô vùng cấm địa đâu. Như vậy là tốt. Dẫn banh vào nơi nguy hiểm đó, sơ sẩy bị phạt đền là kể như tiêu tan hy vọng. Trời, bác ơi, bác nói vậy thôi chứ thực tế thì cũng có nhiều đội lưới thủng như cái mình rách vậy. Vậy mà vẫn đoạt cúp như thường à. Có tiền mua tiền cũng được mà bác. Cậu đánh giá con Mai nhà tôi như vậy đó hả? Không có, con thí dụ vậy thôi. Cậu làm nghề gì? Dạ thưa bác, con làm ở dịch vụ ba ve cho đe. Ba ve cho đe là gì? À, ba ve cho đe là bán vé chợ đen á. Trời đất, đó đâu phải là một cái nghề, đó chỉ là thừa nước đục thả câu. Trời ơi, tại bác không phải trong nghề bác mới nói vậy chứ. Tôi nói nghệ sĩ với mấy cái đoàn hát nó sống nhờ tụi con lắm à. Tuần nào mà tụi con ủng hộ thì sống, tụi con mà tẩy chay là kể như chết không kịp ngáp. Nghệ sĩ cũng nhờ tụi con chuyển thiệp mời cho khán giả chứ bộ. Trời ơi, thấy cái miệng tép lặng tép lội của cậu là tôi nghi rồi. Nếu không là nhân viên chào hàng thì cũng là quảng cáo Sơn Đông. Đúng, bắt đúng. Tuần dở mà qua miệng tụi con thì nó cũng trở thành tuần hay à. À, nãy giờ tôi chưa biết tên cậu là gì. Dạ thưa bác, cháu tên là Lúa. Tony Lúa. Lúa hả? Dạ. Mặt mày sáng sủa, miệng mồm lanh lợi. Sao cái tên nghe nó lao đao lận đận quá. Lúa, cái gì thất bại? Người ta thường nói lúa rồi, lúa là hết xài. Thưa bác, cái đó là do thói quen, chứ thật ra hả, lúa là một loại ngũ cốc chiến lược đó bác. Lúa chẳng những nuôi sống con người mà lại còn xuất khẩu làm cho dân giàu nước mạnh, nhà nhà sung túc nữa. Nhưng bản thân lúa thì khổ lắm lúa ơi. Đầu tiên người ta bỏ cậu vô nước, ngâm cho đến khi cậu nở tét lét ra. Trời lạnh vậy. Người ta mới quăng cậu xuống bùn non. Trời thúi vậy. Khi cậu ngóc đầu lên, người ta lại nắm đầu cậu, nhổ tóc gốc, hỏng cẳng. Ôi trời đau quá. Người ta mới xé lẻ gia đình cậu ra, mỗi người một nơi. Trời ơi, tàn nhẫn quá. Nhét cậu trở lại dưới đất. Ôi da ngọt quá. Cậu phải giải nắng dầm mưa cho đến khi trổ bông triệu hột. Người ta hè nhau cắt cổ cậu, đánh đạp cậu, quăng cậu vô máy suốt làm cho cậu tơi tả. Trời ơi. Sau đó người ta lột quần áo cậu, bỏ vô máy chà xác cho cậu thành gạo. Chưa hết, gạo bỏ vô nồi nấu thành cơm. Ôi, nóng quá. Cơm bỏ vô miệng nhai nát, nuốt vô bụng. 2 ngày sau người ta cong tông cậu ra ngoài. Ôi, lúc bây giờ cậu không còn là lúa nữa. Cậu thấy cậu khổ chưa hả? Tống ra ngoài, không còn là lúa nữa. Vậy là cái gì? Trời ơi, ghê gớm quá. Cảm ơn bác. Cháu cảm ơn bác đã cho cháu biết một cái cuộc hành trình gian khổ của con. Nhưng bác ơi, tên cha mẹ đã đặt rồi, làm sao con đổi được bác? Không có trách cậu được. Trách là trách người đặt tên cho cậu. Trời đất ơi, nam thì thiếu gì tên đẹp. Hùng nè, Minh nè, Mẫn nè, Long nè, Hải nè, vân vân. Như gia đình của bác nè, bác sắp nhỏ tên là Trường Giang. Trường Giang là sông dài, ý nói con người có chí lớn, sống lâu. Còn tôi thì lại, con tôi là Mai, toàn là hoa đẹp, hoa thơm không hà. Bác ơi bác, vậy bác trai có nhà không vậy bác? Ông bị xe đụng chết, hồi con Mai còn 3 tuổi lận. Bác trai chí lớn, sống dài như sông dài, ngặn cái là yểu mệnh hả bác ha? Dạ, còn bác, mười mấy năm nay mà vẫn không bước thêm bước nữa. Thật là một trang tiết liệt khả phong, đáng là tấm gương sáng lưu truyền cho hậu thế. Không phải vậy đâu, tại bác chưa tìm được người tâm đầu ý hợp đó thôi. Nói nào ngay, bạn bè bồ bịch thì cũng lai rai, nhưng mà bác sợ lắm. Bác sợ gì bác? Tình yêu, em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa. Là mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Vâng ngờ. Trời ơi, trời ơi, không ngờ bác có giọng hát nó trữ tình mà nó thiết là hay vậy á. Con mới nghe con tưởng là giọng của ca sĩ Yến Lan Thu. Yến Lan Thu là ca sĩ nào mà bác mới nghe lần đầu à? Dạ, tại cái giọng của bác nó đặc biệt quá đi. Nó vừa giống Bảo Yến, vừa giống Thanh Lan, vừa giống Lệ Thu nữa. Con gộp lại Yến Lan Thu cho con gọn. Thôi nịnh vừa thôi, nịnh lỗ quá khó coi đó. Cậu bây giờ tôi hỏi nè. Dạ. Nhất định cưới Mai nhà tôi hả? Dạ cũng nhất định rồi á. Vậy thì cậu phải so tài với tôi. Trời đất, bác so tài làm sao bác? Con không dám đâu. Con sao con dám so tài với bác được? Tôi cho phép dễ dàng và nhẹ nhàng thôi. Lúc nãy thấy cậu muốn biểu diễn làng hơi phong phú của cậu, thì bây giờ tôi với cậu ca đua. Dạ, nếu như bác cho phép thì con không có khách sáo. Tôi với cậu cùng hát liên khúc Ly Chim Xanh với đề tài Tề Thiên Đại Thánh. Là sao bác? Con không hiểu. Nghĩa là tôi ca một bài. Dạ. Thì cậu ca một bài. Dạ. Ca đến khi nào hết chuyện Tề Thiên thôi. Trời đất ơi, bác ơi, trời ơi, cái chuyện Tây Du Ký nó mấy chục tập lận, ca chừng nào nó mới hết. Chỉ ca riêng về Tề Thiên thôi. Trời ơi, vậy ngon ăn chơi liền sợ con nào. Cậu nói gì hả? Dạ không có, dạ ca liền. Vậy thì bắt đầu. Dạ. Khi xưa trên đỉnh núi cao có hòn đá tiên, trăm năm nặng tình trăng gió xanh rắc rỉ già. Ngài tung tăng khắp nơi núi rừng đem vào động khí túy liêm, để bày khi gió sống đời tự do. Không ham ở sướng ăn sang phố lầu xe hơi, bia ôm bát bài hút chích cũng không ghe vào. Nào quân riêng ao buôn chẳng màng kể gì cassette tivi, phim nghèo phim trường chẳng hề ngó qua. Tiên cung đại náo chư tiên hết hồn mấy phen, diêm dương bao lần dịp vía phải dân cột đình. Đồng tu kia đến tay kỹ già thành thiết bản không ghê, tiên đình đổ nát xưng là Tây Thiên. Yên. Một hôm hứng chí lên tiền trộm đào ăn chơi, hay tin dương bà thánh mẫu kiện lên Ngọc Hoàng. Ngũ hành sơn nhốt con khỉ già phải nhờ Phật tổ ra tay, giáng mùa đông chốt ồ khỉ nằm im re. Mai sau số khỉ gặp bên có thầy Nguyên Trang, cỡ ngay lá bùa bạc quái khỉ ta thoát nạn. Rồi Tây Thiên quyết tâm tu hành cùng bạc giới xe tăng, theo thầy Dược Hồ một lòng thỉnh kinh. Sau khi kinh đã thỉnh xong khỉ về Thủy Liêm, khỉ ta không còn quậy phá chỉ lo tu hành. Ngàn năm sau giữa nơi thiên đình ngồi chầu Phật tổ oai nghiêm, có chàng khỉ nhỏ đắc thành quả cao, xứng đáng cho tôi trở mặt gửi già. Dạ, con đây xin phép ma mặn, con về con lo xe bò hai chiếc để quăng cưới liền. Ê, thằng kia nói điên nói cùng xe bò mà giam rước dâu, cái thằng xỏ la đi về cho mau. Dạ, không phải tại con nói lẹ quá má nghe không rõ. Con nói là con muốn hai cái xe đò, đàn trai một chiếc, đàn gái một chiếc. Ô, xe đò chi cho nó tốn kém, mày muốn 200 chiếc xích lô đạp chạy đầy đường hết ra cho nó vui. Má nói vậy chứ đám cưới ai rước dâu bằng xe xích lô. Dạ. Ai cho phép mày kêu tao bằng má hả? Dạ, con tập sự. Thôi về đi, nhờ mai mối tới nha con. Dạ, xin chào má vợ. Bye bye con. See you again.